Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Cụ thể các nghị quyết gồm Nghị quyết số 1215 ngày 7 tháng 10 năm 2024 về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương từ dự phòng chung ngân sách trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các bộ, địa phương để thực hiện các nhiệm vụ dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư. Nghị quyết số 1216 ngày 8 tháng 10 năm 2024 về điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Nội dung các nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mời quý vị và các bạn theo dõi trên cổng thông tin điện tử Quốc hội tại địa chỉ www.quốc vn